Thưa quý vị, sau khi mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, hệ thống siêu thị, cửa hàng thời trang đã bắt đầu thực hiện Nghị định số 15-2022, quy định chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8%. Việc giảm thuế VAT được kỳ vọng sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng chương trình kích cầu từ chính phủ theo nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội khóa 15, các hệ thống bán lẻ thuộc tập đoàn Central Retail đã áp dụng giá bán được cập nhật theo thuế VAT mới, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn. Theo đó, từ đầu tháng 2 năm 2022, người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ thống đại siêu thị Go, Big C và các siêu thị Tops Market trên toàn quốc đã có thể kiểm tra thông tin thuế VAT mới trên hóa đơn, mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%. Cái giá từ 10% xuống 8% thì nó rơi vào đúng ngày mùng 1 Tết. Và lúc đó thì ngày mùng 2 là tất cả các siêu thị trên toàn quốc mở cửa. Vì vậy chúng tôi phải có những cái chiến dịch trước để mà làm sao trong vòng 1 ngày đến 2 ngày là chúng tôi phải triển khai hết tất cả thay đổi giá, bảng biểu cũng như là những cái banner, bảng hiệu để thông báo cho khách hàng biết là họ đang hưởng được cái sự chính sách tốt nhất từ chính phủ và nỗ lực của Central Retail cũng như Go Đà Nẵng thì đã thay đổi tất tần tật giá, huy động tất cả lực lượng nhân viên đi làm để trong ngày 2 tháng 2 là chúng tôi đã đổi giá xong toàn bộ. Theo mình thì chính sách giảm thuế này thì cũng có thể có lợi cho trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay thì cũng giúp cho người tiêu dùng cũng đỡ bớt. Tương tự tại một số hệ thống siêu thị như Lotte Mart, M&M Mega Market, Co-op, Đà Nẵng Vinmart cũng đã bắt đầu thực hiện giảm thuế VAT cho một số sản phẩm đang chịu thuế 10% sau khi mở cửa hoạt động trở lại sau Tết Nhâm Dần. Những cái yếu tố mà để mà có thể ảnh hưởng đến giá cả là vẫn có rất là nhiều nguy cơ, như là vấn đề tăng giá xăng dầu, tăng giá vận chuyển, rồi các cái nguyên vật liệu, những hàng hóa mà nhập khẩu từ nước ngoài đều tăng cả. Tuy nhiên hiện nay thì cái chính sách mà giảm thuế VAT cho một số cái mặt hàng thì chúng tôi thiết nghĩ là với cái mức giảm như vậy thì các cái nhà bán lẻ, các nhà cung cấp, các nhà sản xuất ở tại Việt Nam sẽ cố gắng làm sao để mà có thể là bình ổn cái giá một cách có thể tốt nhất để mà có thể tăng được cái sức mua. Trong bối cảnh thu nhập của người dân đã giảm mạnh do dịch bệnh suốt một thời gian dài, việc giảm thuế VAT xuống 8% được đánh giá sẽ tạo ra cú hích tăng sức mua cho thị trường. Bởi lẽ thuế VAT đánh vào người tiêu dùng nhưng lại mang rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cho sản xuất trong nước. Việc giảm thuế VAT thêm 2% sẽ giúp giá cả hàng hóa giảm xuống, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Tiêu dùng nội địa phục hồi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó từng bước tạo đà phục hồi nền kinh tế. Tôi thấy rất hay rằng là nó nhắm trực tiếp vào và nó hỗ trợ trực tiếp, nó không có cái chính sách nó không rườm rà. Bây giờ không cần phải làm thủ tục gì hết, tất cả đều được thể hiện trên cái hệ thống thuế mà không có phát sinh thêm cái thủ tục hành chính. Thành ra là tôi nghĩ rằng là một cái chính sách rất là thiết thực. Đặc biệt hiện trong cơ cấu hàng hóa tại hệ thống siêu thị có đến 90-95% là hàng Việt. Việc giảm thuế VAT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, không phải tăng giá thành sản phẩm, qua đó khuyến khích người dân tiêu thụ hàng Việt.